30 câu nói bất hủ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Những lời dạy của thầy đầy tính chiêm nghiệm, rất gần gũi, thiết thực. Gần cả cuộc đời dành cho nghiên cứu và truyền bá Phật pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đúc kết ra triết lý sống, thể hiện trong những câu nói giàu tính suy tưởng và chiêm nghiệm, khiến người ta nhớ mãi. Hãy cùng lắng nghe 30 câu nói bất hủ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và chiêm nghiệm lại những lời thầy dạy để khiến bạn sống hạnh phúc hơn. 1. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. 2. Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc. 3. Tự do có được nhờ tu tập và thói quen. Bạn phải rèn luyện mình cách bước đi như một người tự do, ngồi như một người tự do và ăn như một người tự do. Chúng ta phải rèn luyện bản thân về cách sống như thế nào. 4. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên chính bạn phải là người có được những điều đó đã. 5. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn của họ. 6. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời. 7. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình, tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1 hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. 8. Hãy bước đi như thế bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình. 9. Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt, anh ta cần sự giúp đỡ. 10. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười mang tới niềm vui. 11. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác, chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. 12. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật. 13. Hãy mỉm cười, thở và bước đi thật chậm. 14. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười. 24 tiếng mới mẻ đang ở trước mặt tôi. Tôi nguyện sống trọn cho từng phút giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn từ bi. 15. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. 16. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên. 17. Hành động của tôi nói lên tôi là ai. 18. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. 19.
nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ, thì đó không phải là tình yêu thật sự. 20. Tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do. 21. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 22. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ vui sống từng giây, từng phút mà đời ban cho tôi. 23. Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều mang dấu ấn của riêng bạn. 24. Con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa. 25. Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười, và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể tận hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta. 26. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 27. Tôi đã tới, tôi đang ở nơi cần ở. Điểm đến của tôi nằm trên mỗi bước đi. 28. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. 29. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản. 30. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta? 25 lời Phật dạy làm cho cuộc đời thay đổi. Nếu ta có thể thấy sự nhiệm màu của một đóa hoa, thì cả cuộc đời ta sẽ thay đổi. Có rất nhiều những bài học tươi đẹp, chấn động và những bài học làm thay đổi cuộc đời. Những câu nói được đọc mà tôi đã tiếp thu từ Đạo Phật. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ 25 bài học tươi đẹp đó đến các bạn. Bài học thứ nhất, yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. 2. Con không là những gì con nói mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi nó sủa giỏi. Một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay. Bài học thứ ba, bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Bài học thứ tư, ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. Bài học thứ năm, lời nói có sức mạnh, vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh, vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Bài học thứ sáu, hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Con chỉ mất khi con còn nắm giữ. Bài học thứ bảy, không ai có thể đi giúp ta. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Bài học thứ 8, niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt
khi ta biết chia sẻ. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Bài học thứ 9: hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy. Từ bi với mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng, một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. Bài học thứ 10: đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 11. Con nghĩ cái gì, con là cái đó. Tất cả chúng ta đang là kết quả của những gì chúng ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ấy như bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. 12. Thả cho nó bay. Bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo sợ con sẽ trở thành ai trong tương lai. Con không lệ thuộc vào ai cả. Chỉ có khoảnh khắc con rũ bỏ mọi thứ, con mới được tự do. Bài học thứ 13: cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Có ba thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. 14. Hãy làm chủ suy nghĩ, nếu không nó sẽ làm chủ con. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ được suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ, và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Chính suy nghĩ của con người chiêu cảm ra nghiệp xấu, chứ không phải kẻ thù hay oan gia của họ. 15. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Không có gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức. Nó là lưỡi gươm gây chết người. 16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính con. Con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con. Người đó không thể tìm được đâu. Con, chính con, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy. 17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng một trận đấu. Chiến thắng ấy là của con. Nó không thể bị lấy đi khỏi con bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục. 18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng, mà là một nhu yếu. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 19. Chuyển hóa nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người,
nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. 20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con. Bình yên đến từ bên trong, đừng có tìm nó bên ngoài. 21. Cho đi những gì tích trữ được. Để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa. 22. Chọn bạn mà chơi. Một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 23. Không có đường đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. 24. Bỏ đi những hư danh giả tạo. Trên bầu trời thì không thể phân biệt đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 25. Yêu, sống, thả cho bay. Sau cùng, đây là những vấn đề quan trọng. Con đã yêu chân thành như thế nào? Con đã sống trọn vẹn ra sao? Con đã thả chúng bay nhiều đến chừng nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.